đến với miền đất học quyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Một mảnh đất nằm tại hạ lưu sông Lam thơ mộng, nhiều dãy núi cao hùng vĩ, lịch sử văn hóa lâu dài và đặc biệt là nhiều di sản quốc gia nổi tiếng. Với nhiều lợi thế sẵn có như vậy, Nam Đàn đang ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là nơi để bạn ghé thăm và sinh sống lâu dài. Cũng tại nơi đây, chúng tôi đang sẵn có một mảnh đất có rất nhiều tiện ích, rất đáng để bạn sở hữu và sống một cuộc sống thoải mái, an cư và ổn định công việc của bạn. Mảnh đất có địa vị tại xóm Hồng Sơn, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nằm ngay cạnh đường quốc lộ 46A, nối liền giữa huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương. Mảnh đất cũng nằm giáp ranh giữa các xã như xã Nam Thanh, xã Nam Anh, xã Thượng Tân Lộc, xã Thanh Khai và dòng sông Lam Thơ Mộng. Đặc biệt, mảnh đất cách trung tâm thị trấn Nam Đàn, trung tâm thương mại chợ Sen chỉ hơn 1 km, rất thuận lợi về vị trí địa lý và giao thông đi lại. Nhìn theo cách tổng quan, mảnh đất có vị trí đặc biệt gần với đường quốc lộ 46, xung quanh có nhiều hệ thống dịch vụ đời sống đa dạng, đặc biệt là không khí rất trong lành, rất gần gũi với con người và thiên nhiên nơi đây. Mảnh đất có diện tích rộng, được chia thành 20 lô, bình quân mỗi lô rộng 150-250m2, tương ứng mỗi lô rộng khoảng 7m và sâu 20m. Ở hướng trung tâm là đường quy hoạch rộng 6m và có kẹp mương hai bên. Mảnh đất rất phù hợp để xây dựng khu nhà ở, đầu tư sinh lợi và mở các cửa hàng phục vụ kinh doanh, ổn định cuộc sống và khởi nghiệp. Phía mạn phải, mảnh đất rất gần với nhà hàng 6 tỷ, sân bóng đá Thành Công và đặc biệt là cách đường quốc lộ 46 chỉ vài chục mét đi lại. Phía đối diện, mảnh đất rất gần với xưởng sản xuất tôm Ông Chư nổi tiếng, nhà hàng Thủy Đông, xưởng sản xuất cao xuất khẩu và dòng sông Lam vô cùng thơ mộng. Phía mạn trái, mảnh đất cũng rất gần với lữ đoàn công binh 414, nơi diễn ra các hoạt động về quốc phòng, an ninh của xã. Có thể nói, mảnh đất này có vị trí địa lý rất đặc biệt, có nhiều tiện ích về cả giao thông, sinh sống. Mảnh đất cũng rất phù hợp với những người thích một không khí yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên và sống một cuộc sống thoải mái, an cư và lạc nghiệp.